Đừng khóc nữa em. Hai bàn tay của em, hai bàn tay của em đã dấy máu. Bây giờ em phải làm sao đây anh ơi? Anh ơi, anh cứu em đi. Anh cứu em đi anh Trường ơi, em sợ lắm. Anh ơi, em không muốn đi tù. Em không muốn đi tù đâu. Không thể nào chung cả đời mình ở trong tù được. Em bình tĩnh đi. Em không muốn đi tù đâu. Anh ơi, em sợ lắm. Em không phải đi tù đâu. Nhưng mà em đã giết người. Ông ta đã chết rồi mà. Anh sẽ nhận hết mọi tội lỗi thay em. Anh sẽ là người đi tù. Tiên à, anh chỉ xin em một điều duy nhất thôi. Hãy chăm sóc bà nội thay anh, có được không? Anh là đàn ông, tù tội với anh không đáng sợ. Chỉ cần em chăm sóc cho bà của anh thôi. Vì em, anh có thể làm tất cả. Không, không, em không thể. Em không thể anh Trân à. Wow. Tuyệt vời. Good. Đúng rồi đó. Như thiệt đó. Quá trời luôn. Dạ anh Video Đăng Dũng. Anh là diễn viên nổi tiếng, em thích anh lắm. Em cảm ơn anh nha. Em diễn tốt lắm, cố gắng phát huy dạ. Ha. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người rồi. Nha. Cảm ơn em hỗ trợ đồng phim nha. Dạ. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng em. Đúng là anh đã nhìn không sai người. À, em diễn rất là xuất thần. Anh nghĩ là cái vai diễn này á sinh ra là để dành cho em đó. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Tuần sau á em qua công ty của anh đến dự buổi casting á, xong rồi mình ký hợp đồng luôn nha. Còn phải casting một lần nữa hả anh? Không, bữa đó là chỉ casting những vai khác thôi. Còn vai của em thì quá ok rồi. Nếu như em rảnh á thì tới coi. Còn nếu như bận á thì không sao hết. 2 giờ cứ ghé rồi ký hợp đồng. Không không không, em không bận gì hết. Em không bận gì hết, hôm đó nhất định em sẽ tới. Em cảm ơn anh. Dạ. Anh ơi, anh có kịch bản á, anh cho em xin trước để em nghiên cứu vai diễn nha. Được chứ. Anh rất là thích làm việc với những người có tâm như em vậy đó. Dạ. Cố lên. Chị mừng quá à. Em gái của chị sắp được nổi tiếng rồi, thích quá. Tôi cũng vậy. À, ở lại ăn cơm với chị nha. Thôi, tôi không ăn cơm đâu. Vậy thôi em ở lại chơi với chị đi. Để chị kêu cái gì đó ngon ngon về hai chị em mình vừa ăn vừa nói chuyện. Không không không, bây giờ tôi bận dữ lắm. Tôi phải về nhà đọc kịch bản rồi còn học thoại nữa. Tháng sau là phim bấm máy rồi, phải chuẩn bị bây giờ mới kịp. Thôi em ráng học cho thuộc thoại, diễn thiệt là hay. Để cả nhà mình nở mày nở mặt nghe. Đương nhiên rồi. Cờ đã đến tay tôi, lần này tôi sẽ phất diệt tình luôn. Tôi sẽ vào vai một cô gái nông thôn. Nhưng mà chị nhìn đi, quần áo của tôi không có hợp với vai diễn. Cho nên là chị cho tôi mượn tiền để mua sắm quần áo nha. Mà lần này là tôi mượn thiệt. Khi nào mà phim á trả cát xê cho tôi sẽ trả lại chị. Hứa luôn. Chỉ cần là em dùng tiền với mục đích xứng đáng, chị không có tiếc gì với em hết đó. Mà em cũng không cần phải trả gấp đâu. Sao, 5 triệu có đủ không? Cái gì vậy? Đang vui đó, chị kia bao vừa vừa thôi. Nghĩ sao có 5 triệu, gấp đôi đi nhá. Trời, em mua đồ gì mà tới 10 triệu lận? Thì chị nghĩ đi, phim truyền hình mấy chục tập, chẳng lẽ tụi mày có 2-3 bộ đồ thay đổi tới lui? Trời ơi, chỉ có mỗi mình tôi là em gái thôi. Chị cho tôi mượn đi, năn nỉ mà, nha. 10 triệu thì 10 triệu. Thương chị nhất trên đời, vậy mới là chị hay yêu quý của tôi chứ. Nè, nửa tháng lương của tôi đó nha cô nương. Nhưng mà chị cũng phải góp phần đầu tư cho em chứ. Chứ không muốn em nổi tiếng, em bo sờ bo chị luôn sao? Đương nhiên rồi, tôi sắp nổi tiếng rồi đó. Để chị chuyển cho em.
chuyển rồi đó. Vậy mới là chị yêu quý của tôi chứ. Cảm ơn nha. Em gái chị chắc chắn sẽ làm tốt. Cố lên. Cố lên. Thôi tôi đi về. Bye bye. Ừ, về cẩn thận nha. Phải chi ngày nào nó cũng dễ thương như vậy thì tốt biết mấy ha. Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình 901, phát sóng song song và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.